Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Ở đây có anh em nào đang là fans của 7 viên gạc giờ không? Nếu có thì không thể bỏ qua cái bộ bàn phím này đến từ Echo, một cái thương hiệu đến từ người hàng xóm láng giềng của chúng ta. Thì đây là phần vỏ hộp nhá. Đây là hình ảnh của Goku Super Saiyan. Và lật mặt lại, chúng ta sẽ có một hình ảnh khác. Đây là Goku tại đại hội võ thuật. Ở phần bên dưới này có đủ 7 viên ngọc rồng luôn. Và đây là một số ký tự đến từ Trung Quốc. Thôi một chút nữa thì mình sẽ dịch ra cho anh em. Rồi, sẽ để phần vỏ hộp ra. Thì ngoài ra khi anh em mua cái mẫu bản phím này về sẽ được tặng bộ keycap là 7 viên ngọc rồng. Mà từ lúc mình có 7 viên ngọc rồng đây, chả thấy rồng thần nào hiện ra, chỉ thấy mỗi con rồng lộn đằng sau lưng mình thôi. Và đây là phần kivuler màu hồng này. Phần dây, đây là phần dây được làm cũng theo phong cách của 7 viên ngọc rồng luôn, màu cam, có hai đầu mạ vàng, một đầu USB Type-C, một đầu USB thường. Mình chỉ tiếc duy nhất một điều ở trên cái dây kết nối này, đó chính là việc nó không được bọc dù. Đấy, còn đâu thì mọi thứ đều ổn, không vấn đề gì cả. Rồi, mình sẽ để hết những cái thành phần này ra bên một bên đi và sẽ tập trung vào nhân vật chính. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Trước khi đi vào phần sâu một chút thì mình sẽ nói về cái phần chất liệu. Chất liệu thì như mình sờ thấy ở đây, đây là chất liệu làm từ nhựa thôi, tuy nhiên nó cực kỳ chắc chắn này. Đấy, các bạn thấy không? Mình không thể kiểu là bẻ ngang bẻ dọc những cái mẫu bàn phím này về được. Nó cực kỳ ngon luôn. Ở phần mặt sau anh em sẽ thấy được, ở đây chúng ta sẽ có các cái lối DJ. Nếu như anh em không thích đi thẳng thì có thể đi sang trái sang phải, đầu cắm vào cũng rất dễ dàng. USB Type-C mà, anh em cắm theo chiều nào cũng được. Và đây phần nâng này thì đây sẽ có hai mức nâng, nâng vừa phải và nâng cao lên. Cái này thì tùy cảm giác bấm của mỗi người thôi. Rồi, chúng ta sẽ tập trung lại phần mặt chính ở đây. Anh em thấy cái phần màu sắc của mẫu bàn phím này nó như nào? Thì cái màu sắc thiết kế chủ đạo này dựa theo bộ quần áo của Goku hay mặc. Đấy. Và đây sẽ có đây có một số các phần phím nóng cơ bản anh em có thể sử dụng. Thì có cân đậu vân này, túi đậu thần này, máy dò ngọc rồng này và một cái gì á mình tự nhiên mình quên mất rồi. Đang quay tự nhiên quên mất. Và phần phím ship này được thay bằng logo của rồng thần. Rồng thần là noi đấy, không phải rồng lộn sau lưng mình đâu, rồng thần xịn sò đấy. Đây, cái phần Goku đại võ thuật anh em cũng thấy ở trên phần vỏ hộp rồi. Đây phần ký hiệu Saiyan sau lưng của áo của Goku thôi. Và đây, logo của Winner đã thay bằng logo của Dragon Ball Z rồi. Rồi, hình như là vậy là đủ rồi đấy. Rồi, thì mình sẽ nói một chút về phần keycap của cái mẫu bàn phím này. Keycap được làm bằng chất liệu nhựa PBT. Và anh em lo ngại ấy, kiểu là phần phông chữ in lên ấy, sau một thời gian sử dụng nó sẽ bay đi hoặc mờ đi. Thì theo như quảng cáo thì nó sẽ không bị bay đi theo những thời gian anh em sử dụng. Bởi vì cái công nghệ in ở trên đây được ACO gọi là Dial Swapper. Đấy, in chìm trực tiếp vào luôn cái phần phím keycap này. Tức là anh em sử dụng trong nhiều năm nó cũng chả bong đi đâu. Nhưng mà anh em cạo chắc chắn nó vẫn đi rồi. Đấy là dùng ngoại lực tác động, cái đấy không tính là dùng bình thường được. Cái đấy là phá rồi. Đây thì mình sẽ rút keycap ra cho anh em nhìn thấy. Rút một cái ra để cho anh em nhìn thấy gọi là keycap bên trong nó như thế nào. Về phần cơ bản ấy thì đây là Blue Switch. Mặc dù trông nó không giống mà Blue cho lắm, thế nhưng tuy nhiên thì người ta vẫn gọi là Blue Switch. Cảm giác gõ thì khá ổn. Nếu anh em cần một phép so sánh nào đó thì nó sẽ gõ giống Switch của Gateron. Còn nếu so với Cherry Switch ấy, thì mình nghĩ cái cảm giác bấm nó cũng được 7 hoặc 8 điểm trên thang điểm là 10. Và mình sẽ gõ cho anh em nghe thử xem âm thanh của mẫu bàn phím này sẽ như thế nào nhé. Anh em thấy âm thanh như nào? Theo mình đánh giá nhé, âm thanh nó không quá đanh. Tức là bạn nếu mà gõ ở văn phòng thì ok, có thể gõ được nếu như anh em không gõ nhiều. Còn nó sẽ phù hợp nhất đối với anh em chơi game thôi. Còn làm văn phòng nên lựa chọn phiên bản Red Switch hoặc Brown Switch nếu như không muốn bàn phím của anh em bị bốc hơi. Và có một số điểm mình lưu ý anh em khi mà mua cái mẫu bàn phím này về ấy, thì một số các mẫu bàn phím cơ mức giá nó bình thường một tí ấy, thì phím Space chính là phím mà anh em ghét nhất. Bởi vì cảm giác gõ nó quá tệ. Khi mà gõ về một bên, gõ lệch, gõ vào chính giữa thì không sao, nhưng gõ lệch của bên ấy nó sẽ bị cảm giác là lệch cạch lệch cạch, kiểu nó ọp bẹp khó chịu. Tuy nhiên đối với mẫu bàn phím cơ này thì không xảy ra hiện tượng đấy, do hãng đã bố trí switch ở hẳn hai bên luôn, thay vì ở giữa như các hãng khác thì đây làm hẳn hai bên luôn, gõ bên nào cũng được và không hề xảy ra hiện tượng ọp bẹp. Gõ chính giữa thì càng ngon. Rồi, thì đây là một số các cái đánh giá cơ bản của mình về cái mẫu bàn phím này. Mức giá của nó sẽ rơi khoảng độ 1.699.000 đồng. Thì với cái mức giá đấy thì liệu anh em có sẵn sàng bỏ ra để mua một mẫu bàn phím về vừa để sử dụng và vừa để sưu tập hay không? Nếu như anh em đồng ý thì đường link để ngay dưới phần mô tả video, anh em có thể click vào và đặt mua sản phẩm tùy theo ý thích. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.